những trường hợp viêm nhiễm vùng kín lâu ngày mà bị tái phát cứ dai dẳng như vậy, thì cái nguyên tắc điều trị thứ nhất là mình phải điều trị bệnh, mình phải tìm nguyên nhân của cái huyết trắng này là gì, điều trị đúng cái bệnh đó. Chẳng hạn như là nhiễm những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục thì phải điều trị cho cả vợ và chồng, hoặc là nhiễm nấm thì phải điều trị cho nó đúng cái nguyên nhân là nấm, gồm có thuốc uống, thuốc đặc, thuốc bôi và thuốc rửa chẳng hạn. Sau khi điều trị rồi thì cần phải giữ sao cho không bị tái phát, thì bằng những cái sản phẩm hỗ trợ làm cho cái vùng kín của mình nó có cái sức đề kháng, sức miễn dịch, và nó lành nhanh